Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Trung thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2024. Thứ ba ngày hôm nay gồm có hai đài Đắk Lắk Quảng Nam, giải 8 Đắk Lắk 72, giải 8 Quảng Nam 87, còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.